bổ nhiệm giám mục giáo phận Thái Bình. Hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2022, Đức Tổng Giám mục Marek Jalewski, sứ thần tòa thánh tại Singapore kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo: Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận cho Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ từ nhiệm sứ vụ giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình, đồng thời bổ nhiệm cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, linh mục thuộc giáo phận Thái Bình, làm giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình. Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu đang đảm trách chức vụ giám đốc tại Đại chủng viện Thánh Tâm giáo phận Thái Bình. Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ. Tiểu sử Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ sinh ngày 15 tháng Giêng năm 1946 tại Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng giáo phận Huế. Năm 1965 đến năm 1968 học triết học tại Hồng Kông. Năm 1970 đến năm 1974 học thần học tại Giáo hoàng Học viện Đà Lạt. Ngày 15 tháng 8 năm 1965 khấn trong dòng Salesian Don Bosco. Ngày 17 tháng 12 năm 1973 được truyền chức linh mục dòng Salesian Don Bosco. Năm 1976 đến năm 1979, cha giáo nhà tập của dòng Salesian Don Bosco. Năm 1979 đến năm 1991, chánh sứ giáo xứ Xuân Hiệp, giáo hạt Thủ Đức, Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1992 đến năm 1997, bề trên giám tỉnh dòng Salesian Don Bosco Việt Nam. Năm 1997 đến năm 2000, giám đốc học viện thần học Salesian Don Bosco. Năm 2000 đến năm 2005, giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Ngày 29 tháng 11 năm 2005, được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm giám mục phụ tá giáo phận Bù Chu, hiệu tòa Amedara. Ngày 18 tháng Giêng năm 2006, được truyền chức giám mục tại nhà thờ chính tòa Bùi Chu do Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm chủ phong, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể cùng phụ phong, khẩu hiệu giám mục xin cho tôi các linh hồn. Ngày 25 tháng 7 năm 2009, được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình. Ngày 1 tháng 9 năm 2009, tự chức giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình. Ngày 29 tháng 10 năm 2022, được Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận cho từ nhiệm. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã đảm nhiệm các trách vụ từ năm 2007 đến năm 2010, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ năm 2010 đến 2019, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiểu sử Linh mục Đa Minh Đặng Văn Cầu sinh ngày 17 tháng 7 năm 1962 tại giáo xứ Lương Đống, xã Đông Giang, nay là xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, thuộc giáo phận Thái Bình. Năm 1971 đến năm 1982, tu học tại chủng viện Mỹ Đức. Năm 1982 đến năm 1989, giúp việc tại văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình. Năm 1989 đến năm 1995, học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Ngày 9 tháng 3 năm 1996, được truyền chức linh mục tại giáo phận Thái Bình. Năm 1996 đến năm 2000, chánh văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình. Năm 2000 đến năm 2005, du học tại Institut Catholic de Paris, nước Pháp, tốt nghiệp học vị cao học mục vụ huấn giáo. Năm 2006 đến năm 2009, chánh văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình. Năm 2009 đến 2014,
Chánh xứ Giáo xứ Văn Lăng, Giáo phận Thái Bình. Năm 2014 đến năm 2017, đại diện giám mục miền Hưng Yên kiêm hạt trưởng Giáo hạt Đông Hưng Yên, Chánh xứ Giáo xứ Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, Giáo phận Thái Bình. Từ năm 2017 đến nay, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Tâm, Giáo phận Thái Bình.